Thủy Tiên lên tiếng về clip bị cho là phát thiếu tiền từ thiện. Những ngày qua, công chúng thắc mắc việc Thủy Tiên tuyên bố giúp đỡ mỗi hộ dân 5 triệu đồng nhưng chỉ phát 3 triệu đồng. Ngày 16 tháng 5, nữ ca sĩ lên tiếng giải thích. Ngày 16 tháng 5, Thủy Tiên lên tiếng giải thích việc phát thiếu tiền trong chuyến từ thiện tại miền Trung từ năm 2020. Sự việc diễn ra ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại Quảng Trị nhưng đến nay vẫn gây bàn tán. Nhiều khán giả thậm chí thắc mắc dưới các bài viết của nữ ca sĩ. Thủy Tiên giải thích ngày đó, cô thức từ 4 giờ sáng để đi phát tiền cho bà con. Đến 21 giờ, cô chưa được nghỉ ngơi ăn uống. Việc phát tiền từ thiện lại diễn ra buổi tối sau quá trình đi lại đường xá xa xôi, mệt mỏi. Do đó, nữ ca sĩ bị quá sức nên không tránh khỏi sơ sót và nhầm lẫn cho vài người dân. Tuy nhiên, bà con nào đếm lại mà thấy thiếu tiền đều phản ứng ngay với lãnh đạo địa phương. Chờ đến khi phát xong, tôi cũng xác nhận lại với lãnh đạo địa phương để đền bù cho bà con. Nếu đếm dư, người dân trả lại, còn thiếu, mọi người cũng nán lại đợi để lấy đủ tiền, Thủy Tiên chia sẻ. Thủy Tiên cũng cung cấp đoạn livestream dài hơn 18 phút được ghi vào tối ngày 31 tháng 10 năm 2020. Nữ ca sĩ khẳng định ở phút thứ 13, cô đã đưa thêm tiền cho những người dân bị thiếu trước sự xác nhận của lãnh đạo, công an địa phương tại điểm phát. Tuy nhiên, những đoạn video trên mạng xã hội cắt ghép nội dung dẫn đến hiểu lầm và lan truyền thông tin sai sự thật. Tiền biết giờ có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Ai không tin cứ không tin. Nhưng tôi nghĩ những người đang theo dõi sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện từ phía Tiên. Thủy Tiên chia sẻ lý do cô quyết định lên tiếng. Trước đó, nhiều khán giả thắc mắc việc Thủy Tiên thông báo phát cho mỗi hộ dân bị thiệt hại do thiên tai 5 triệu đồng. Nhưng qua các đoạn clip, khán giả phát hiện cô chỉ phát khoảng 3 triệu đồng cho một vài bà con. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh livestream công khai. 18.000 trang sao kê từ tài khoản cô kêu gọi đóng góp ủng hộ miền Trung năm 2020. Công Vinh nói trang cuối cùng, tức khi kết thúc đợt từ thiện ngày 23 tháng 11 năm 2020 là hơn 177 tỷ đồng. Và anh cho hay toàn bộ số tiền này đã được rút ra để trao cho người dân. Qua sao kê, anh cho biết số tiền trong tài khoản tính đến tháng 2 năm 2021 là hơn 4 triệu đồng. Sau khi công khai sao kê số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung năm 2020, Thủy Tiên cho biết đó sẽ là lần cuối cùng cô quyên góp từ thiện. Thời gian tới, chắc chắn Tiên vẫn tiếp tục thực hiện thiện nguyện, nhưng sẽ không kêu gọi tiền từ cộng đồng nữa. Tôi sẽ chỉ thực hiện với tư cách cá nhân như từ trước đã làm, cô nói.